Rồi ha, xin chào bạn mình lựa chọn ha. Thì mình xin làm clip này để trả lời câu hỏi của một bạn là cá coi bên mình có giao đi Đà Lạt không ha. Thì cá bên mình giao tất cả các tỉnh thành luôn các bạn. Thì đối với Đà Lạt thì mình giao rất là nhiều luôn, rất là nhiều khách hàng đã lựa chọn cá bên mình ở Đà Lạt ha. Thì đối với Đà Lạt mình sẽ gửi xe giường nằm về tối gửi tầm 6-7 giờ gửi. Thì sáng ngày hôm sau tầm 6-7 giờ sáng là các bạn có thể nhận được cá ở Đà Lạt rồi. Thì đây là một trong những cái điển hình của cái bài cá mình sẽ gửi đi Đà Lạt ha các bạn. Đây là cái lô cá coi Maruten. Maruten có nghĩa là những cái em mà có những cái chấm đỏ ở trên đầu á các bạn. Nó khác với em Tăng Chô một cái là trên mình của nó cũng sẽ có những cái mảng Benny màu đỏ. Còn em Tăng Chô thì nó sẽ là chỉ có một cái chấm đỏ trên đầu chứ nó không có lem thêm màu ở thân ha. Thì cá mình giao đi tất cả các tỉnh thành. Khi đóng cá mình sẽ ép hết lượng oxy trong bao và mình sẽ bơm căng khí oxy. Sau đó mình sẽ đóng thùng gửi ra nhà xe. Cá các bạn nhận có thể quay clip lại. Nếu có vấn đề gì bên mình sẽ gửi đền bù lại thiệt hại ha. Cho nên các bạn cứ yên tâm về cái vấn đề là nhận cá, được quyền kiểm tra, sau đó có gì cứ khiếu nại gửi clip qua cho mình. Bên mình sẽ đền bù lại nếu như có sự cố trục trặc hay tổn thất gì đó. Thì công việc của mình sẽ bắt đầu lại vào ngày 1 tháng 2 năm 2023 là nhằm ngày 11 âm lịch ha các bạn. Thì cá ngày khai trương sẽ rất là nhiều chủng loại, từ loại mini, loại lớn, loại nhỏ đều có hết. Cho nên bạn nào mà Tết chưa sắm được thì các bạn chờ tới ngày khai trương các bạn có thể sắm ha. Sẽ có rất là nhiều ưu đãi dành cho các bạn nếu như các bạn lựa chọn vào đúng ngày khai trương của mình. Ngày 1 tháng 2 năm 2023 nhằm ngày 11 âm lịch. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình.